ta cùng vào map đấu thứ 10. Ankara, King Zero tấn công, Carao Esports phòng thủ. Một trái nét táp mặt vào EF. Thế quá, chỉ có 21 vậy. Lại đẩy hầm với số đông. Một map đấu mà gần như là nơi kiếm điểm Carao với 87% lượt lựa chọn và không cấm. Map win cũng 100% luôn. Ô. Ờ. Không, cái này đã từng làm rồi. Ờ. Mất đi một người rồi. Ôi, đi connect mất Kim Boom rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Kalea, 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 Kalea. Thôi xong rồi. Round đầu. Lag một tí. Thôi xong rồi. Vẫn phải chơi rồi. Đã đen rồi. Đã thua thì còn đen. King Zone thì... đúng nghĩa là đang buồn ngủ lại gặp ngay nhà nghỉ. Và làm giấc luôn. Có ngay được cho mình điểm số chiến thắng đầu tiên. Vô cùng dễ dàng, 4-5. Dễ quá mà đúng giai đoạn mà có mạng rồi thì Kim Boom anh ta mới disconnect. Mà chúng ta cũng phải chờ thôi. Xui xẻo làm sao. Va. Tổ va vào làm việc. Yêu cầu check va tình huống này. Chờ thôi. Không biết là tổ va... không biết là gia hạn gói va chưa. Và sẽ tranh thủ bàn luận lại với nhau một chút đến từ cả hai bên. Còn sự cố thì chắc chắn là Carao đã là người gặp. Xui xẻo làm sao, có sát thương rồi, có mạng rồi thì Kim Boom mới biến mất. Biến ngay từ đầu thì có phải là chúng ta có thể được quyền RVK. RMK ngày xưa chúng tôi dịch là ra map khác. Chứ không phải là remake đúng không? Ngày xưa mà tôi dịch chữ RMK nó đúng là remake nhưng mà tôi dịch là ra map khác. Đấy. Không, thực ra thì ai cũng nghĩ là như vậy thôi mà. Ngôn ngữ rất là phong phú. Một cái từ viết tắt mà chúng ta có thể đảo sang từ tiếng Anh đến tiếng Việt đều hợp lý. Thôi nhắc cái tiếng Anh thì giờ tôi lại muốn bình luận tiếng Anh ở đây đấy. Chết thì các bạn khán giả lại dislike, lại hủy like chết. Ôi, ba sniper mà. Ba sniper thì điểm đầu. Nếu như không có mạng thì sẽ lùi lại và đổi rifle thôi. Shady là người gần nhất với cái vị trí đổi súng. Nhưng ném bom rồi thì nó sẽ không thể đổi được đâu. Bây giờ thì King Zero họ sẽ nhập cuộc thận trọng hơn. Họ đang nghĩ là Carao ép và đúng là chúng ta ép thật. Đọc bài là hay đến được King Zero. Nhưng chỉ là họ chưa biết là chúng ta ép ở đâu thôi. Đọc đến vậy là hay rồi. Nhưng bắt đầu vào khu vực mà Carao răng lưới. Nào, một loạt ngắm chỉ điểm. Đây sẽ là World War 1. Ơ kìa, đúng thăm mình thì chúng ta lại lùi. Nhưng ui, Lucas sạt thực sang rồi. Lucas ơi, Lucas đổi được một Lucas không ai cầu mà. Hỏng rồi, và bây giờ thì như Kim Boom. Chồng mất nữa rồi. Kim Boom là thiếu Limino. Ở đây thì Dola. Double kill không, đó là cái triple kill cho Dola. Lên nhạc. Và đó là Hào. Từ. Hào. Đằng sau là Rambo. 47 máu. Liên tiếp là sóng gió. Nó nghiêng từ bên này sang bên kia. EF rất gắt với hai mạng. Nhưng mà Dola với ba. Và bây giờ lại là Hào. Rambo và Hào trừ 99. Xui tê. Ơi. Xui ơi là xui. Tôi đề nghị là sau trận đấu ngày hôm nay Rambo nên đi làm cái lễ giải hạn. Xem lại firing play. Rất gắt rồi. Tiếp tục lại là thân may mắn mỉm cười cho King Zero và EF có mạng ở Lucas rồi. Một tình huống Lucas muốn first pick. Nhưng anh ta đã phải đi viện. Shady. Nhạy cảm bóp cò cái nào. Nhạy cảm bóp cò một cái. Là đối thủ nó que giò đấy. Tôi nghĩ không đục được luôn á. Để xem Shady. Shady ơi. Shady bây giờ sẽ dàn ra. Shady có được cho mình một viên đạn trượt. Nên tưởng trả những Nayu. Nayu lắp cái gì vào mông vậy, chạy nhanh quá.
IF lại có cái mạng thứ hai. IF anh ta lên tiếng rồi. Ui dồi ôi, hỏng rồi. Người về là đô la. Bên này có vị trí của Nayu. Có Hảo, Hảo Suku. Thêm cả vị trí của Siêu nữa. Xem cụ Su Hào này có vào được không. Trong cống thì là bị bắt cái mạng thứ ba của IF rồi. Và Hảo cũng bắt được cả Rambo. Có số 3 dành cho King Zero rồi. Shady làm 5. Ace Clark à? Khó thế. Phải đủ một cú poker à? Hảo đã nhìn thấy Shady rồi. Và Lưu Hang có một frag phải nói rất dễ từ thông tin tình báo của Hảo. Cái map này là cái map mà Hang thể hiện lại cái kỹ thuật của mình đi. Đúng. Hôm trước anh làm một cái highlight phải nói là nức lòng người hâm mộ cơ mà. Vào A sớm không? Tôi nghĩ là sau cái pha đấy Lưu Hang đã nổi tiếng trên khắp CFPL rồi, anh ta chắc ở cái góc đoạn IF này anh ta không dám làm thế nữa. Đã bắt ngắm thì còn tên là Hang gì, làm sao mà thấy được ánh mặt trời. Lưu L Hang này khả năng là Liverpool sống trong rồi rồi nhỉ. Cũng là màu đỏ, sao anh Hải Long ác lời vậy. Chúng ta chỉ đùa vui một chút thôi mà. Cập nhật một vài cái thông tin về bóng đá. Tự nhiên lại con quay trở lại với diễn biến tại Karaoke đi. Giờ bên này thì Rambo bắn chân viên đạn của mình nên được trả ra. Vẫn chưa trả từ Rambo. Không có được điều mình muốn thì sẽ kéo quân với số đông đi vào nơi khác. Cụ thể là Bonsai A. Nào, Hảo anh ta có được rất nhiều thứ hay ho rồi. Nhưng trả smoke đến này thì King Zero họ lại đi chỗ khác. Đúng vậy, chiếm hotel. Chiếm hotel hỏi thăm Shady. Shady đang hở nửa người. Shady đang nhấp nhả. Shady thăm mình quái tốt hơn. Shady lại bắn yếu. Giữa bụng mà trừ có 50. Trời ơi. Có 200 giáp không vậy? Bây giờ thì Rambo. Rambo tới 3 người. Rambo lùi về là một sự may mắn rồi. Đô la bắn ra được EF vào đây thì đô la có Rambo kill. Đô la. Nó định ta khiến cho đối thủ phải rên la luôn. Hảo Suku có mạng của vị trí kim bùm, thậm chí là cả Lucas nữa. Hảo Suku và Đô La. Để xem nào. Trái flash này, Đô La không bị mù. Hảo nhảy xuống, Đô La nghe thấy điều đó và Đô La. Quá tuyệt vời, đến từ Đô La. Có thế chứ. Thực sự cũng rất ảo. Xây đi bắn ngắm cũng yếu. Mà lại trừ những 50 máu thôi. AC vẫn 100 mà nhỉ. Tôi lại nhớ đến anh chàng IF này ở map Ankara. Anh ta bắn với cả Q9 là 200 AC. Bắn mấy viên đạn là trừ 141. Đấy. Thế tôi phải để ý lại. Bỗng nhiên mình dày bất thường. Ra 3 thành viên cả hào đang tạm thời trường chơi điện tử. Round chiến thắng này xuất phát từ sự tỏa sáng của đô la. Vào cống. Xỉu đang nhấp nhả. Khả năng nhấp nhả của King Zero những cái chốc point phải nói là rất khéo. Nếu mà non tay bắn trước là đối phương biết ngay. Đổi bên rồi. Bây giờ sẽ là ép hầm. Ép hầm và ép đen. Chúng ta đang bỏ đen. Rambo sẽ kê lại. Kê mic, Rambo kê hầm và đang không có ai kê sân ngoài đen nha. Chúng ta bỏ đen. Biết được là đối phương hay đi với số đông thì Rambo cần sự hỗ trợ. Rambo có mạng, Rambo không sủi. Quyết định đúng từ Rambo rồi. Sẽ là báo còn hai hầm. Ôi. Hảo anh ta bắn cực kỳ hảo ở đây thì Shady bắn trượt tôi. Shady đang phải múa. Shady lại yếu đến từ Shady. Đen tế ở rồi ơi. Bây giờ thì Hảo anh ta trả smoke ra nhưng nó là quá muộn rồi. Lucas anh ta bắn hơi lỗi một chút nhưng không sao, vẫn sẽ là mạng dành cho bên phía đội tuyển Crown. Lucas dính nết, thêm đồ được pop vào. Và đây sẽ là lúc mà các thành viên của bên phía đội tuyển Crown họ chờ đợi. Còn lại Shiu và còn lại vị trí của L Hang. Là nào nào nào. Ôi L Hang.
Vị trí còn lần này thì đã phải chết thôi, nhưng siêu Inter có một băng Agung và Kim Bum mới viết một với cả siêu. Và người Hàn Quốc lúc nào cũng sẽ chiến thắng được những người Bồ Đào Nha. Lịch sử đã chứng minh. Và bây giờ thì Kim Bum, một trong những vận động viên đặt tên mang hơi hướng của Hàn Quốc, thì đã chiến thắng được siêu. Đó lại là hợp lý rồi. Rất xuất sắc, Kim Bum đã tỏa sáng đúng lúc. Và ít nhất là 2 trên 3 thành viên ăn chạy Crowd đã có mạng. Chỉ còn Shady thôi. Anh trưởng cũng nỗ lực không ngừng nghỉ rồi. Nhưng đây là lúc lại phải lên tiếng. Cả 5 thành viên tỏa sáng thì bộ máy Crowd mới vận hành nhịp nhàng được. Chúng ta đang trở lại. King Zero họ đang chờ những tình huống tò mò. Cái quá trình vận hành của King Zero tại map đấu lúc nào phải ra sân A trước. Sau đấy quay lại trục mid, vào hầm, xong vào bonsai B. Họ chỉ vào bonsai A sớm khi họ có lợi thế thôi. Và lần này họ đang muốn làm điều đấy. Họ đang muốn làm điều họ chưa từng làm, đó vào bonsai A luôn. Vào luôn này. Nhưng góc này nếu như không pop flash vào tầng 1 thì sẽ rất dễ để có thể xử lý nha. Để xem nào. 1, 2, 3, ta cùng thôi, tắt nến, và nến của ai sẽ tắt trước đây? Flash là rất hay. Lucas bắn chớ Kim Bum mỏng rồi. Một trái flash mà Lucas anh ta chỉ nghe được tiếng chân thôi. Tại sao hình như có một cái tình huống gì đó nó hơi bị Parkinson đến từ Lucas thì phải, chứ tôi thấy được là anh ta bóp cò rồi nhưng mà tâm không lia theo. Một là bị flash, hai là bị tín hiệu đường truyền. Trong tình huống đó thì tôi chưa thể xác định được đâu mới là vấn đề của Lucas. Khi hiệu ứng flash thì vẫn có. Rất khó CD rồi. Anh ta khả năng cao sẽ trắng tay. Còn số 4 sẽ dành cho King Zero. Đó là một điều không thể thay đổi. Và CD trắng tay thật. Rất xui xẻo đến từ những khẩu ngắm của CD. Ngắm bắn chỉ yếu. Mà bắn lại còn trừ 50. AVKM bắn như M700. Nhưng mà delay lâu. Nếu mà một viên nữa của CD mà bắn lại yếu thì tôi nghĩ anh ta nên đổi súng. Chứ tự nhiên lại thân là 46 vậy, bắn ra sát thương của khẩu bắn chim. Khoảng cách là 42. Hai round. Round đầu thứ 7. Carahao có lên được 3 không? Còn phải xem. King Zero họ đổi cách tiếp cận rồi. Lần này họ vào hotel sớm. Không phải là bonsai A nữa. Nhưng chúng ta có thông tin với việc ở vị trí thứ 4 đã lên được cây rửa. Cầu thủ mang áo số 4. Mặc tên Lucas. Chứ không phải là Fizon. Bây giờ thì Rambo. Ý, Rambo ăn một táp duy nhất ạ. Ảo thực sự. Naiu. Bắn táp của Waka là quá đỉnh nhưng Kim Bung đổi mạng thành công. Vị trí của anh chàng người trong hang ấy bắt đầu là định bò ra để chơi. Nhưng không được. Smoke che đi khu vực nhà đen đã có. Người trong hang không đô la chết bởi EF rồi. Nào. Người trong hang và Hảo Suku. Hảo bắn này quá, bắn dính quá Hảo ơi. Phía bên kia Shady sau làn smoke thì nó là sự vô vọng. Lucas. Hết rồi, khó quá. Điểm số nó sẽ thuộc về bên phía của đội tuyển King Zone thôi. 5-2. Sau round này còn một round nữa thôi. Phải đảm bảo được có con số 3 và 4 ở phần sân GR. Không được 4 thì cố lên 3 đi. F Hotel. Chúng ta có được khách sạn. Và sẽ muốn đẩy giao tranh luôn với việc có backup là Kim Bum. Vừa nổ viên ngắm ở khu vực cống. Đó là EF. Phát hiện được Lucas. Và này, và khách sạn này. Tạo điều kiện đi. Đô la đã được bắn. Biết được vị trí của đô la rồi. Bây giờ sẽ cướp kiểu gì? Đô la không mù nha. Ba cái đầu xếp vàng và CD đã đến. Nhanh, gọn, nhẹ.
tiêu chí của Carahao tại khách sạn. Cảm ơn các bạn đã rating khách sạn Carahao. Chính ra là Carahao ở khách sạn là đúng đấy. Hợp lý chứ. Quá dính với từ đồ là. Ui, Lucas có mạng IF rồi. Mũi khoan đầu tiên đã bị hạ gục, nhưng chúng ta vẫn còn một mũi khoan khác của đối phương, đó là Trang Hảo. Lucas đứng một góc Thấy. Rất tố đời. Bên này Lucas double kill rồi. Lucas đang là người solo à, thay vì việc là chúng ta để cho Rambo. Chiến thuật mới. Còn ba người thì rõ ràng phải stick với nhau chục mít. Bây giờ quay sang bóng xe A. Có sự hỗ trợ cầu thủ mang áo số 1. Lucas hoàn toàn thoải mái. Muốn cướp đen. Nhưng mà Kim Boom đang kê ngược lại nha. Nhưng mít thông tin đen rồi. Chúng ta đã bỏ đen. Mất nhà đen. Check ra cầu khách sạn đến từ King Zero. Đô la ở trong khách sạn. Nhưng bây giờ đã trở về bom sai. Đó là vị trí của Kim Boom. Nhưng mid timing lỡ mất hai người. Không đà Rambo. Rambo sẽ bất giác quay lại. Rambo không mắc sai lầm. Trời ơi. Bây giờ không ai biết đâu là Rambo, đâu là Lucas nữa. Tôi hứa các bạn luôn. Lucas thì bắn ngắm như Rambo. Rambo bắn AK như Lucas. Thậm chí là đổi luôn cả vị trí cho nhau luôn. Năm. Vẫn thở được, vẫn thở được. 4, 5, vẫn 5, thở 5. Được. Ra thở, ra thở. Hậu cần, công tác hậu cần trọng tài của bên King Zero cũng phải tiếp đồ cho cả năm chàng trai rồi. Chẳng muộn rồi, muộn. Muộn lắm rồi. Đến đây thì cũng là 11 giờ tối rồi. Đến giờ là cũng ngơi rồi. Và một lần nữa thì xin cảm ơn đâu đó khoảng tầm gần 800.000 các bạn khán giả đang theo dõi trên tất cả những cái nền tảng của Đột Kích. Hôm nay cũng là 10 giờ tối theo giờ Việt Nam. Hôm nay là một ngày lễ, tôi biết là các bạn cũng đang trong khoảng thời gian nghỉ lễ, nhưng các bạn cũng đã dành một chút khoảng thời gian quý báu của mình để có thể theo dõi và ủng hộ đại diện Việt Nam là Ranking Esports, là Carahao Esports tại giải đấu CFS Apex Series năm 2024 mùa xuân này. Thay mặt cho đội ngũ sản xuất của VC Online, thay mặt cho các tuyển thủ thì tôi rất cảm ơn sự ủng hộ, theo dõi và cảm ơn những lời động viên và những các bạn dành cho chúng tôi. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến luôn với cả lượt thi đấu thứ hai, lượt thi đấu đổi bên tại bản đồ thi đấu Dinh Thự Cấm, quyết đấu bên phía đội tuyển Carahao Esports và kinh rồi. Xem có những gì thay đổi không ở phần sân BL. Chúng ta đã sử dụng 4 AK rồi. Lên hết AK ở những vị trí rifle. Ném nét lên khu vực tầng 2. Lucas lên ngắm, đổi vị trí với Rambo. Một trái nét counter lại là hay. Shady nửa đời, một trái flash để thử phản ứng đội bạn. Đội bạn cũng trả lại nét, và nét nhầm cả đồng đội luôn. Nayu vừa bị cấu tí máu với trái nét của người tầng 2 là xỉu. Một pha thử phản ứng và sẽ tò mò, nhưng tiếc quá Lucas bắn trượt. Mất đi cơ hội có mạng rồi. Ôi trời. Lại có thêm người gọi người rồi. Gọi cả Hảo về, nhưng lần này thì Nayu không lớn mạng nữa. Đang sợ Hảo kê ra ngoài sân A. Xỉu và Lucas. Hai hướng phải làm. Trượt viên ngắm tiếp theo. 35 máu. Cơ hội cuối cho Lucas để có thể ngắm ở cống. Nhưng vị trí của Hảo và IF lại về. Gọi cả IF về rồi. King Zero họ sẵn sàng cho một cuộc khô máu. Hảo chưa thấy ai. Xỉu bắt đầu tò mò. Đây là một trái nét và xỉu sẽ ra. Xỉu quay mặt, rõ ràng xỉu có đầu của Lucas, không thể bắn được nữa. Nhồi vào cống đến từ vị trí của Shady. Nhưng mà Hảo cũng ra từ sân. Phối hợp quá nhịp nhàng và chúng ta phải cướp lại đèn. IF có mạng trước khi ngã xuống. Và hai bắn ba. Còn một tay ngắm có tên Lưu Hàng. Lưu Hàng bắt đầu đếm nha. Trượt viên ngắm thứ nhất.
Đô La lộ tiếng ở trong khách sạn và bây giờ thì vị trí của anh chàng Kim Bum sẽ gặp khó. Ôi dồi ôi, Lưu Bang Kê trở lại và bây giờ thì đặt tên là Hàng. Sau hôm trước xử lý có một pha 4 viên mù mắt, ngày hôm nay thì bắn gớm thế hả Hàng ơi? Bốn sáu. Chuẩn bị. Bung ra bốn thành viên ở sân A này, xỉu anh ta rất tự tin nhảy để check không tin. Có cái làn khói này, anh chàng xỉu ấy công nhận là ngựa múa cột trong khói rất hay nhá. Từ map bến cảng đến map đấu này. Không có người kề hầm. Kề cuối hầm là tay ngắm Lưu Hàng. Lưu Hàng có một góc đẹp hơn. Vẫn đang chờ. Smoke cửa B rồi, smoke cửa đen mới đúng, smoke hết toàn bộ đen. King Zero họ biết được ý đồ này, Lưu Hàng bắn trượt. Trả flash rất nhanh, dốc B đang tràn. Lucas có mạng. Đó là đô la nhưng ở phía sau giải quyết rất nhanh gọn đến từ vị trí của Lucas, nhưng lượng người chúng ta vẫn thiệt khi mà EF còn triple kill. Double kill cho Lucas nó vẫn đang không đủ. Phải nhặt súng của người đã nằm. Con xỉu, con Nayu. Sẽ muốn đặt kín. Chúng ta quyết định múa trong xài. Siêu và Nayu. Siêu đi trước, Nayu là lướt theo sau. Lucas, anh ta táp dính được một người rồi. Bây giờ ra sẽ bị đâm của mình. Hai người xếp hàng và suýt chút nữa thì Lucas đã làm được. Tiếc quá. Nhưng nó cũng chỉ là suýt mà thôi. Lại 47. Nào, chúng ta có comeback được không? Bến cảng là cũng 47. Đây là map đấu mà chúng ta nên thắng. Map đấu Carao Pick. Bến cảng đã làm được rồi. 47 mà kéo lên extra. Chỉ tiếc là loạt sút luân lưu. Chúng ta thiếu những cơ hội, những cái sự may mắn. Và bây giờ kịch bản một lần nữa đang là khó khăn cho Carahao. EF anh ta vẫn đang kề mid nha. Phải cẩn thận với EF. Lựa chọn của bên phía từ Carhouse sẽ là gì đây? Góc kề góc giạt rất rộng đến từ bên phía của EF. Và góc này thì tôi xong, có đếm được có tới 4 người nhảy qua. Một bài cho EF. Bên phía này Hao anh ta cũng đang spam và kẹt hết lại rồi nhảy vào nhà đen. Nhưng đó là nhảy vào nhà đen hướng A. Chờ xem là bên phía từ Carhouse sẽ làm gì đây. Khu vực backside thì đang bị clear, Rambo đang mua ảo về. Bên phía bên này là vị trí của Siêu. Siêu đổi được một đô la, anh ta bị bắn hạ. À không, chính xác là Rambo và Shady bị bắn hạ. Còn lại Lucas, còn lại Kim Boom. Và bây giờ Siêu anh ta gây ra quá nhiều sự khó chịu. Bắn khó thế này. Hàng với EF. Thực sự nó là một cái chốt chặn quá uy tín đến từ bên phía của đội tuyển King Zero. Khó rồi đây. 48 ngay càng xa rồi. Có vẻ như những cái dấu hiệu về thể lực đã rõ. Và quả nhiên cosplay old gamer chưa bao giờ là dễ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì old gamer trong Apex mùa cuối cùng là mùa thu, là họ thắng cả 3 set BO BO5 với tỷ số lần lượt là 3-0, 2 trận 3-0 và 3-1 thì phải. Hoặc là cả 3 trận 3-1. Nhưng trở về ra đấu này, chúng ta đang muốn tấn công nhanh ở trục mid này. Bắt bài hay chưa? 3 mid và trái nết này. Trời ơi, mắc sát thương. Một smoke chè đến khu vực cửa nhà đen. Yếp chết trong vòng 1 nốt nhạc. Nhưng khu vực cầm vẫn còn một người nữa vào nhà đen. Thì là vị trí của Hào. Hào định nhảy ra hay không? Định nhảy thì có vị trí của Shady trấn thủ. Nhưng mà Shady anh ta lấy được cái bảo Hào ngay lập tức. Bây giờ thì vị trí của Hàng, Hàng đang về. Hàng về đâu? Hàng về hang à? Rất nhiều smoke. Nhồi hết toàn bộ đồ smoke đang có đến từ Carahao. Cửa nhà đen này nguyên một đặc màu khói luôn. Trả flash câu thêm đồ. Cẩn thận với Nayu. Nhưng Nayu bị bắt. Tường dày thế mà không hiểu sao Rambo đục không chốt được Nayu.
19 giây, góc đứng của Lucas là một góc đứng bố đời. Ở đây gặp Lucas thì chỉ có thể gọi Lucas bằng mồm rồi. Bên phía bên này thì siêu. Siêu có double kill. Siêu không được rồi. 5-8 dành cho bên phía của đội tuyển Cao Đao. Khoảng cách là 3 round. Quan trọng là King Zero chưa vào được con số 9. Thì chúng ta vẫn có thể câu kéo được thêm. Vẫn có thể câu kéo được thêm. Nhưng quan trọng là chúng ta cần phải có những chiến thắng liên tiếp để bảo toàn được cái vị thế tại map đấu Ankara. Và nếu thắng được tại Ankara thì Carahao đã đạt được một thành tựu, đó là bất bại ở Ankara. Dù có về nhì, dù có vô địch, thắng được map này sẽ có được cái achievement bất bại. Thôi thì cũng gọi là sao theo như ngôn ngữ của một vài bộ môn thì người ta gọi đấy là chiếc cúp to như cái bánh xe bò. Phải thắng đã nào. IU góc đứng này xây dính thế nhưng chỉ là một tàu thôi. Siêu có một nhưng chỉ là hai đối hai trong cuộc bom xe về hỗ trợ, đó là Hào Flat được bóp ra nhưng smoke này thêm cả nết nữa. Đô la không nhảy xuống, đô la đứng cương của đô la chết mất rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hạ à, cái tôi xuống, đó là cái điều mà phía đội tuyển Cao nên làm. Và Đô La là người khỏe máu thì lại chết mất. Với số lượng đông hơn, King Zero họ móc ngược hai. Phải bắt được IF trước, bắt được IF trước thì sẽ thoải mái hơn. Thương binh Lucas, trời ơi anh thương nặng quá và Lưu Hang còn đủ đồ cơ. Một flash và Lưu Hang tiếp tục búp đồ, IF yếu. Ở dưới này Lucas có mạng. Lucas chưa chết và bắt được IF rồi. Ok kìa, ok kìa, nhưng mà hai thương binh. Nặng nặng nặng, thương binh nặng, hai cứu. Thương binh, một què, một cụt và thôi, trốn, trốn, chạy trốn, luôn, trốn, trốn, trốn. Chạy luôn như có smoke, smoke để làm cái gì? Pro never fake không rồi, kịp rồi. Và nó sẽ là con số 6 dành cho bên phía của đội tuyển Carahao. Vẫn là ok. Chiến thắng round đấu này, MVP gọi tên Lucas với việc thương binh mà cản được hai người. Bắt được IF ở trên tầng 2 đúng là nhẹ gánh luôn. Lucas thì theo những thông tin gần đây tôi nhận được thì anh ta bị đau lưng. Đây là thông tin chuẩn đấy các bạn, tin chuẩn. Không hề chôn. Lucas bị đau lưng, không thể ngồi nhiều được. Là Lucas đã bị đau từ cái hôm mà bắn chung kết CVL rồi. Và ngày hôm nay thì tôi đang khá thương với cái lưng của Lucas khi anh ta phải ngồi từ lúc 3 giờ chiều đến bây giờ không, thậm chí là phải ngồi từ lúc 2 giờ chiều. Bởi vì 3 giờ bắn thì 2 giờ là các tuyển thủ đã phải có mặt tại khu vực thi đấu. Và có giám sát của trọng tài từ lúc 2 giờ rồi. Tức là ngồi từ 2 giờ đến bây giờ là 10 giờ, 8 tiếng rồi. Và chưa kể tính cả thời gian warm up nữa. Thì đấy, đây, đây, tính rồi đây. Tính rồi, nhưng mà có những đội tuyển warm up phải nói là lâu ấy. Ôi trời, một ngày nắng nóng và một ngày dài. Nhưng trở về map đấu này thì chúng ta liệu có thể kéo được không? Kéo trước mắt là cứ phải kéo được như bến cảng đã. 6-8, lộc phát phát lộc. Văn hóa Á Đông thì rất thích con số này. Quả nết tôi không tới, hơi ngắn. Bây giờ là bắt bài 3A đến từ bên phía của đội tuyển King Zero. Tôi vẫn chưa quen cái tên đội tuyển này lắm khi mà trước giải đấu một ngày thì họ đổi từ King Zone sang King Zero. Làm ngỡ ngàng toàn bộ đội ngũ sản xuất và đội ngũ bình luận viên. Ui, đã dùng giạt ra, đang cầm bom trên tay từ chơi đi. Có người kề lại, siêu có cái triple kill rồi. Hỏng thực sự, tham minh quá hảo đi từ bên phía ở King Zero. Đọc bài như một cuốn sách vậy, xỉu làm quá nhanh gọn. Hiểu bài không sợ bằng cái cách mà King Zero họ làm. Tất cả chưa đến hai nửa, một giây rưỡi. Xây đi đấm bay đón Lưu Hàng. IF bị phát điện, IF bị phát điện. Vì tiếng súng của IF đã báo vị trí của anh ta. Bỏ qua IF luôn. Không, phải bắt, phải bắt. Đây là một nhân vật phải được. Bắt. Nập ngay. Rambo. Thân pháp. Uyển chuyển. Thân thủ phi phàm. Trong khi đó thì Shady vẫn còn đồ trên tay. Trả ra. Hạ cái tôi xuống, hạ cái tôi xuống, hạ cái tôi xuống. Và đó là một pha cho Shady. Double kill cho Shady. Chuyển bại thành thắng và chúng ta có con số 7-8 ở đây. Đã
Đáng tiếc, xỉu cũng phải vuốt mặt. Mình đã làm ba rồi mà anh em vẫn thua. Cũng xem lại cái pha này. Hay thực sự. Trời ơi. Tôi của mình kia đúng biệt. King Zero. Nhưng mà bằng bản lĩnh của mình, Carahao vẫn có thể mang về rau chiến thắng mặc dù xỉu đã làm ba. Trả thêm smoke rồi. Kim Bu đang hơi thọt. Anh ta tăng tăng đầu cho Carahao. Nết chuẩn. Vừa nhắc xong thì Kim Bu đã được trao nết luôn. Đây là một trận đấu chung kết tổng trị giá chênh lệch khoảng 20.000 đô. Vô địch là 40.000 và á quân là 20.000. Vô địch là bằng vô địch CFL đó các bạn. Vô địch CFL cũng là 40.000 đấy. Cực kỳ nhiều. Hơn 1 tỷ. Trời. Nói. Cùng là chữ T nhưng từ tỷ lên đến triệu, từ triệu lên đến tỷ nó lệch nhau ạ. Bắt bài luôn 3B. Hảo đã sẵn sàng. Hảo đã sẵn sàng. IF có mạng của đô la. Bây giờ người ở mid bị hạ gục và rõ ràng là nhường đen. Quan trọng chúng ta phải giải quyết người trong đen. Hảo đã đi ở khu vực cao đen. Bây giờ phải tóm được IF. IF không được phép sống. IF phải tiễn. Nào, IF anh ta kê ở dốc B. Khách sạn. Đây rồi, nhổ được con chốt IF rồi. Chia nhau từ từ cản nhau tết nhỉ. Nào, tránh ra cho người ta là C4. Tránh ra. Có mỗi chỗ là C4 thì cũng che theo. Nết giữa bom sai. Lucas ăn một chai nết. Thực sự là cực kỳ đau. Lucas sẽ cầu giờ. Ở đây thì Shady phải chết. Lucas một tàu. Lucas vẫn đang múa. Lucas dẻo quá. Hơi đau lưng một tí thôi nhưng vẫn múa được. Và đó là 8 đều đến từ bên phía của Carao. Làm được anh em ơi. Làm được. Chúng ta hãy tiếp tục bấm like và cổ vũ Carao bằng cách để lại những bình luận. Carao take my energy. Hãy trao cho Carao những năng lượng tích cực để có thể làm nên phép màu tại Apex Series 2024 mùa xuân này. Lao lên chụp mid nhanh. Và đang ngại một IF canh hầm. Và đúng là mấy round gần đây tôi không thấy IF anh ta canh hầm nữa. Anh ta luôn đứng ở sân đen. Bình thường là IF rất hay bắn hầm. Hai tay sniper lại canh. Bom sai B. Đánh A sớm rồi. Đánh A sớm nhưng mà nhìn Hảo bắt bài kìa. Hảo chạy về đúng thời điểm này luôn. Và một trái nét vừa rồi là đuổi khách luôn. Vẫn phải vào. Xỉu bị flat. Hảo cũng đang trốn tình mù đến từ vị trí của Nayu. Nayu chết trong một đôn nhạc. Hảo có mạng. Hảo có double kill, triple kill. Hảo làm được quá nhiều điều nhưng vẫn đang là hai đầu hoài. Lợi thế về mặt vị trí. Chúng ta phải bình tĩnh lại, đặc biệt là Lucas, anh ta sẽ là cái chìa khóa. Đừng làm gì vội. Và King Zero họ cũng rất kinh nghiệm. Không đặt bom thì không vội. Bây giờ thì sao? Thời gian còn lại là rất nhiều. Bom mìn thì gần như là tương đương. Nhưng Carahao thì vẫn còn một trái bom gây sát thương, đó là quả nết của Lucas. Bên này thì vẫn còn tới hai flash thì phải, nếu như tôi đếm không, tôi nhìn không nhầm. Cái ui rồi ôi, IF flick nhanh nhất khu vực Trung Quốc. Nhưng đó là flick nhanh thôi, nhưng flick nhanh nhưng mà không chuẩn. Thế là flick như rồi. Thế thì tôi cũng flick được, nhưng Liu Hoàng ở đây úi rồi, người trong hang. Lên chín đến từ bên phía của Carao. Và lại là cái tên Lucas. Lucas ơi. Trước thì tôi nghe Lucas bảo là em đau lưng đến mức mà em không lật được người, em chỉ có nằm được thôi. Nằm mà chỉ có nằm ngửa hoặc nằm nghiêng không lật được sang bên còn lại. Thì các bạn phải hiểu là Lucas ta đau đến như thế nào. Ngày hôm nay thì việc ngồi 8 tiếng đến 10 tiếng bây giờ cộng thêm với cả thì cũng phải xử lý như vừa rồi nữa. Nó đang ảnh hưởng rất nhiều đến cái cột sống của Lucas. Cột sống vàng. Và cuộc sống vàng mà bị đau thì khổ lắm. Tôi nói thật với quý vị các bạn. Và với trường hợp đau đến như vậy của Lucas thì sẽ phải đầu tư thời gian để chữa trị. Khá là dài đấy. Một căn bệnh chung của game thủ.
hay bị gọi vui với những cái câu là thoái hóa cuộc sống và thoát vị đĩa nhạc. Và liệu có extra không, kịch bản có lặp lại không? Chúng ta lại có một cơ hội. 98, một cơ hội mong manh. Và liệu có Karao Take My Energy nào? Các ngài hãy nghe lời anh Hải Long thỉnh cầu. Hiến tế kính thưa. Cái gì nhỉ? Không, các mẹ, các bà, các mẹ hay khấn thế nào? Từ từ đã, đô la ở đây. Đô la không được rồi, đô la siêu double kill. Siêu không có được cái triple kill. 3v3. Có lại 9 phương trời, có lại 10 phương Phật. Nếu như mà Cloud thắng ở trong cái trận đấu này thì còn xin hiến tế bình luận viên Nam Long. Hiến tế một tuần trên điện tử của bình luận viên Nam Long. Mặc dù bên Nam Long không có mặt ở đây nhưng từ đứa nào Hào đang có được một mạng hạ gục. Shady đổi được cái mạng của Hào. Và bây giờ thì Shady lại phải mang trọng trách là gánh vác các thành viên bên phía của Cara Hào với một tình huống 1v2. 1v2, vừa có tiếng ngắm. Trời ơi, EF làm nhanh quá. Bắn trượt viên ngắm và đinh vào đầu Shady và chúng ta sẽ đến với extra round. Tôi thế nào ấy nhỉ? Các ngài đang thuê bao mất rồi anh Hải Long. Có lẽ là chúng ta hãy tin vào Carahao vậy. Tôi là chơi khá thân với một người bạn tên Cường. Và người bạn đấy thì cũng có một cái aura nó không được vui vẻ cho lắm ở một vài bộ môn khác. Tôi không tiện nhắc tên. Cũng là các cụ có câu là chọn bạn mà chơi. Đấy, diễn thật vận vào người mình rồi. Ngày hôm nay tôi bình luận, đây là map đấu thứ tư của tôi, nhưng đây đã là map đấu thứ ba mà tôi bình luận next round rồi. Ngày bình luận 4 map thì đây là map đấu next round thứ ba. Ôi trời, quá tuyệt vời. À đấy. À, tôi lại nhớ đến một cái aura mà cái trước các bạn khán giả cũng hay nhắc tôi. Đó là tôi cứ khen đội nào đội ấy tự dưng là cho kè, lại tự dưng là lăn ra là bắn hơi lờ mang. Không nên, chúng ta lại phải chê à? Lại phải đóng vai huấn luyện viên online để chê và mong các anh chàng Carahao tỉnh cho kè. Tôi thử chê nhé, tôi xin phép được làm người Trung Quốc khoảng tầm 2 round. Ok. Chúng ta cùng xem như vậy. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cả trận đấu giữa bên phía của đội tuyển King Zero và các thành viên của bên phía đội tuyển Crown Esports. Đại diện đến từ Trung Quốc được coi là đội tuyển mạnh nhất khu vực Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, không là mạnh nhất tại giải đấu lần này, và đây là một trong những cái đội tuyển mà có khả năng giành được chức vô địch cao nhất. Còn đối mặt với họ đang là một đội tuyển Crown, một đội tuyển mà cũng đã giành được cho mình ngôi vị quán quân tại giải đấu CFL. Tuy nhiên là có cái ngôi chức vô địch quán quân đó thì đã bị đặt rất nhiều dấu hỏi khi tại giai đoạn vòng bảng của CBS Apex Series mùa xuân này thì họ đã bị các thành viên của bên phía đội tuyển Esports đánh bại. Và đó là một cái khoảng thời gian mà tôi nghĩ rằng nó hơi lơ mao một tí. Và bây giờ quay trở lại đây thì đấy, có cái mạng của Luka rồi, bom xe clear. Đây khả năng cao sẽ là một cái giai đoạn mà bên phía đội tuyển Crown Esports họ rất khó để có thể xử lý. EF, một trong những tay chơi hay nhất của bên phía. Hay thôi, đấy là một tình huống nhường đến từ EF để cho trận đấu nó cân bằng 4v4. Đây sẽ là lúc mà bên phía đội tuyển King Zero họ sẽ up với 3 người tầng 1. Không, đó là 2 tầng 2 và 3 tầng 1 và 1 tầng 2. Và để xem là cái setup này có hợp lý hay không đây. Bên phía đội tuyển Crown họ chuẩn bị vào với setup này, tôi nghĩ rằng nó sẽ đứng vững như bàn thạch. Để xem nào, flat nó sẽ là cực kỳ hay. Dạt vào và đó là đô la đổi được một may thôi. Đô la có double kill thực sự là rất may. Hàng có hai mạng và đó là cái double kill của Naiu. Hình như là khen chưa. Cứ hai lao nào, đốt. Tôi cũng sẽ theo anh Hải Long đốt hai lao. Thôi cứ, anh cứ từ từ, anh cứ từ từ. Chúng ta bây giờ phải sử dụng sức mạnh tâm linh rồi anh ạ. Làm đủ mọi thứ thôi. 19. Và chúng ta sẽ về với thực tại đi. Mời anh, mời với thực tại thì lại mời anh. Vâng.
chúng ta cùng trở lại thực tại thôi. Nãy giờ anh em đã cố búp mọi sức mạnh tâm linh, nhưng có vẻ như một ngày lễ và các ngài cũng đi chơi rồi. Và sẽ phải tự tự lực cánh sinh. Và tất nhiên, Cao không chiến đấu một mình. Cao đang chiến đấu cho toàn bộ khu vực CFVL, khu vực Việt Nam. Và chiến đấu cho rất nhiều bạn khán giả đang xem tại tất cả các nền tảng của đột kích trong tầm ngắm. Và trở về round đấu này, đó là một trái nết. Và King Zero họ lại muốn đánh A từ thời điểm rất sớm. Một thời điểm mà khả năng cao là bộ đôi trong A chưa có sự chuẩn bị kỹ. Quan trọng là chúng ta không đọc được. Sẽ phải tự lực cánh sinh giữa Kim Bu và Lucas. Một trái nết vào khu vực thùng 5. Lưu Hàng thường nhẹ bò thẳng luôn mà. Họ biết là chúng ta vắng nghe nhà. Và Kim Bu trắng tay lẫn Lucas. Khó rồi. Con số 11 dành cho King Zero khả năng là rất cao. Vào giữa và khinh công rất khéo đến Shady, nhưng mà đông quá trời người luôn, đi đậu thấy người. Trời ơi, khó rồi, rất khó đấy từ bên phía đội tuyển Carahao. Ở thời điểm hiện tại thì đối thủ sẽ là được con số 11. Con thờ là con gỡ. Trước mắt thì cứ phải tự tin lại đã. Để xem ra sao. Có lẽ sẽ phải làm lại thôi. Chúng ta nên có được ít nhất một round ở extra 1. Rambo sẽ câu giờ. Người ta không vào đâu. Câu thêm giờ. Có thêm mạng hạ gục thì ăn. Không thì thôi. Xỉu nhấp nhả. Và có được cái mạng của Nayu. 6 giây. Có bom sẽ boom thôi. Một chín rồi. Lúc nãy đối thủ làm được thì chúng ta cũng làm được mà. Cố lên. Thì là không thể. Không gì là không thể. Nhưng bây giờ ép đây. Cách sau một tấm ván đấy là rất nhiều tay súng của King Zero. Đây sẽ là một góc kẹp giữa Kim Bum và Đô La. Lần trước chúng ta đã kẹp tốt ở khách sạn, lần này là thay đổi setup, liệu có thành công hay không? Hai tay chơi sẽ phải tự lo. Và King Zero sẽ đầu tư đồ. Không một ai đang cầm đồ. King Zero quyết định ra sao đây? Khói sẽ tan dần và King Zero sẽ đưa ra câu trả lời sớm rồi. Đô La sẽ được tạo điều kiện bởi Kim Bum. Kim Bum sẽ quậy nhưng vẫn chênh. Quá cẩn thận và Kim Bu phải tự chơi. Chỉ có một đến từ bộ đôi này thôi. Và EF còn bắt được Rambo móc nữa. Bó cẩn và nó là chính xác đến từ King Zero. Khó quá. Phải làm thế nào đây? 11-9. Chặng đường nó ngày càng khó rồi. Để lên con số 12 là 3 map point liền phải tu ti phải cứu. Lucas lên khách sạn. Nhưng mà đây là nơi có hai thành viên. Lucas có được một mồm. Lưu Hằng rất bó cẩn, anh ta không truy đâu. Nhưng EF lại cover cho đồng đội của mình thành công. Lucas bắn bay nón Lưu Hằng nhưng lượng người là vượt trội. Sẽ là hai người vào cùng một lúc để bắt Lucas. Hảo cùng với đó EF nhấp nhả ở đây. Hay chưa kìa. Vẫn thở được, vẫn thở được, vẫn thở được. 10-11. Ít nhất là ăn được một round rồi. Chờ với lượt đổi bên thôi.
cùng quay trở lại với những diễn biến tại lượt thi đấu đổi bên của loạt đấu Wachara. Rao bây giờ họ sẽ phải tấn công. Còn King Zero sẽ hai ngắm để phòng thủ. Khó quá. King Zero họ đã vào tay rồi. Vào cái hen rồi. Stack người khu vực khách sạn. Họ vừa vào tay mà họ vừa bó cần. Và đúng là cẩn thận không bao giờ là thừa. Một cái round đầu trước nếu mà không nhờ Luka tỏa sáng với 4 mạng thì thực sự là chúng ta sẽ tay trắng. Chúng ta cùng xem lại pha highlight này của Lucas. Và đây, một tình huống định lấy số đông áp đảo. Quá đẹp. Đúng nghĩa là gánh cong lưng. Cắn vết, cắn vết, cắn vết, cắn vết các thứ. Ui, hàng ơi. Hàng phải vào hàng mất rồi. Bây giờ thì bóng sai bê. Hai quả flat nó là cực kỳ hay. Ao và IF. Họ có cover Lucas đi bắn đảo với IF rồi. Bên bên này thì vẫn có ao. Ao bắn rifle. Ao có một IF, có một và biết một người trong sai. Thì bên của bên tuyển King Zero họ không vội. Họ không vội. Cả đào mới là những người đang vội nha. Rồi thì Kim Boom đi. Shady bây giờ bị khóa góc. Ai cứu Shady với Rambo là người cứu được Shady. Nhưng Shady chỉ đối một mà thôi. Còn Rambo thì cũng không biết phải làm gì. Thì đối thủ thì cứ dần dần mà ép tới. Rambo thì như một cậu nhóc bị phạt khi phải úp mặt vào tường. Nhưng vừa rồi thì Rambo cũng cho thấy được sự nguy hiểm của mình với khẩu AK. 15 giây lên dốc. Double pick là có khi IF đã báo thông tin của Rambo. Lộ hết cả người thế này thì Hảo sẽ có được cái mạng rất dễ. Còn số 12 dành cho King Zero. Hai map boy liên tiếp cần phải cứu. Chúng ta đã lên được 9 trước. Nhưng lại như bến cảng ừ. Rush mid luôn. Tạm thời phải dừng lại ở một vài cái địa điểm chốc point. Cẩn thận với IF. IF thấy được toàn bộ đội quân của Hào rồi. Một mạng cho Hảo và IF. Lucas có mạng đổi và xỉu cover thành công. Hỏng rồi, chỉ có một mình Lucas thôi. Lần trước bắn được 4 nhưng lần này thì sao? Lộ vị trí Lucas trong đèn. Và đang tổ chức vây bắt anh chàng Lucas. Rất nhiều mạng của Lucas rồi. Liệu có cứu được nữa không Lucas? Lucas di chuyển qua ống ngắm của Lưu Hàng. Lưu Hàng lại bắt đầu báo vị trí của Lucas rồi. Chơi an toàn mà. EF ở Sandwich. EF bắt đầu vẫn đang liên lạc. Và EF trời ơi, 2-0 cho King Zero. Rất cố gắng đến từ Carao Esports. Và sự cố gắng đó nó cũng chỉ khiến cho King Zero